thưa quý vị sau đây là một bản tin liên quan đến quận cam của chúng ta kính thưa quý vị chủ tiệm vàng jeans ở thương xá phúc lục thọ công bố đoạn băng ghi hình kẻ cướp lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp truy tìm tên đến từ westminster nam cali theo OCRegister.com, thì cảnh sát thành phố Westminster đã săn lùng 4 nghi can dùng búa đập tủ kính để cướp nữ trang tại tiệm vàng jeans của người Việt Nam ở thương xá Phúc Lộc Thọ. Đường Bô Sa khoảng lúc 5 giờ 20 phút chiều ngày 19 tháng 12. Vụ cướp táo bạo này xảy ra ngay trong lúc các nhân viên vẫn còn đang làm việc. Mà giám sát ghi hình cho thấy một nhóm người đàn ông tham gia vụ cướp. Đầu tiên là một thanh niên khoảng từ 18 đến 20 tuổi, cao từ 5 feet 10 và nặng khoảng 150 pounds, mặc áo khoác nhiều màu đội mũ len màu đen mặc quần đen. Người đàn ông thứ hai được mô tả khoảng 20 đến 25 tuổi, cao 5 feet 10 in và cân nặng là khoảng 170 pounds, mặc áo màu xám có hình chữ C trước ngực. Theo ông Phương Pham, cảnh sát thành phố Westminster thì nghi can thứ ba trong độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi mặc chiếc áo màu xanh nước biển có cầm một cái túi vải màu xanh. Nghi can thứ tư trạc từ 18 đến 20 tuổi cao khoảng 5, feet 5 trong 5, trông vẻ gầy ốm hơn, đều chiếc ba lô màu tối. Còn theo ABC 72 tin cướp trong bọn dùng búa đập vỡ tủ kiến, dùng tay đeo găng, hút nữ trang rồi tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đã post đoạn băng ghi hình lên mạng xã hội để kêu gọi công chúng góp sức tìm kiếm thủ phạm tham gia vụ cướp táo bạo và liều lĩnh nói trên.